Đá trên núi rơi đè bẹp ô tô con ở Mai Châu, 4 người thoát chết. Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 8 giờ 45 ngày 4 tháng 8 tại km 128 750m quốc lộ 6 thuộc xóm Tòng, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Vụ sạt lở khiến đất đá đè bẹp phần đầu một ô tô do ông LHN, chú tổ 6, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, điều khiển theo hướng Hà Nội Sơn La. Trên xe chở 3 người cùng chú tại thành phố Sơn La. Hậu quả chiếc ô tô hư hỏng nặng do đất đá đè lên, rất may không có thương tích về người. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, khắc phục dọn dẹp khu vực sạt lở. Sau gần 2 giờ dọn dẹp, khắc phục sự cố, tuyến đường đã thông, các phương tiện có thể lưu thông bình thường. Trước tình hình trên, thực hiện công điện của Thủ tướng, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông đã yêu cầu lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc chủ động tăng cường trong công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Theo đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông tiếp tục rà soát những trụ sở Cảnh sát Giao thông trên các tuyến đường có nguy cơ sạt lở, mất an toàn để kiến nghị với các cấp có thẩm quyền, tổ chức di rời hoặc có biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Các đơn vị địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch để ứng phó kịp thời, đồng thời xây dựng phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, kiên quyết cấm đường không để người và phương tiện đi vào khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở.